Mến chào quý cô chú anh chị em trên kênh ha. Hay tiếp tục quay trở lại nhà vườn của em Như Ý nha. Sẽ có một số hoa giấy tiếp tục giao lưu tới quý cô chú anh chị em trên kênh nha. Rồi chào ý. Dạ rồi, em chào anh Thái, chào cô chú anh chị đang theo dõi video của em. Thì địa chỉ của em nằm ở Tân Khánh Trung, Lấp Vò, Đồng Tháp. Số điện thoại cũng như Zalo của em là 0707069329. Thì hôm nay em Zalo cô chú anh chị mình với mặt hàng qua giấy ghép nhiều màu cẩm thạch siêu hoa và tiểu Ấn Độ của chú anh chị. Không làm mất thời gian của mình, em lên ngay cho mình mã số 1 là cây tiểu Ấn Độ gấp gấu giấy thường. Đáng nghe em ta cho mình là 60. Chiều cao là 1m07. Hoành em đo hảo là cho mình là hoành 18. Mã số 1 em giao lưu của chú anh chị mình là 240.000. Một cốt lên hai thân của anh chị em. Dạ. Gốc giấy ta bông lên rất là đẹp luôn chú anh chị. Tiếp theo em lên mình mã số 2 là cây ghép hai màu tím tuyết và hồng tuyết của anh chị em. Đang rực rỡ hoa tím tuyết và hồng tuyết của chú anh chị. Tới nghe em đo là 55. Chiều cao là 73. Hoành là hoành chính, mã số 2 giao lưu là 220.000. Em bao ship mình đến tận nhà luôn cô chú anh chị. Theo em lên mình mã số 3 là một cây cẩm thạch tím siêu hoa. Tới nghe em đo là 55. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 24, mã số 3 của chú anh chị. Em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 380.000 cho mã số 3. Tiếp theo em lên mình mã số 4 là một cây Mỹ Zin của chú anh chị. Mỹ tím Zin của anh chị em. Tới ngang em đó là 55. Chiều cao là 70. Hoành là hoành 14. Mã số 4 em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 200.000 cho cây mã số 4. Cây này về quý anh chị em mình vô dây chơi bonsai. Tiếp theo em lên cho mình mã số 5 là một cây tím bướm của chú anh chị. Tới ngang em đo cho mình là 55. Chiều cao là 60. Hoành là hoành 14. Mã số 5 em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 180.000. Tiếp theo em lên cho mình mã số 6 là một cây cẩm thạch tím tiết. Cây này size lớn của chị em. Tới ngang em ta cho mình là 60. Chiều cao là 90. Hoành là hoành 26, nó bị chày nhẹ của chú anh chị. Qua đá của anh chị em. Dạ. Mã số 6 giao luôn của chú anh chị mình là 500.000, em bao ship cho mình đến tận nhà luôn, 500.000. Form tàn tròn và đặc của anh chị em. Thêm lên mình mã số 7. Trắng tuyết và hồng tuyết của anh chị em. Tiếng em đo cho mình là 60. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 11. Mã số 7 của chú anh chị hồng tuyết và trắng tuyết. Mã số 7 này em giao luôn của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 220.000. Thì mã số 7. Thêm lên mình mã số 8. Trắng lửa, đỏ rất da, hồng lửa, hồng tuyết. Tới nghe em đo cho mình là 55. Chiều cao là 65. Hoành là hoành chính. Mã số 8 này em giao lưu cô chú anh chị mình với cái mức giá là 180.000. Cây rất là đẹp luôn chú anh chị, mã số 8. Thêm lên mình mã số 9. Cây cẩm thạch tím siêu bông, phơm tàn vô nước dây quý anh chị em. Thấy nha em đo cho mình là 75. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 18. Sổ đế là 45. Mã số 9 của chú anh chị em giao luôn mình với cái mức giá là 450.000. 450.000 cho mã số 9. Tiếp theo em lên mình mã số 10 là một cây đỏ lửa. Em đo là 65. Chiều cao là 82. Hoành là hoành 10. Mã số 10 em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 260.000. 260.000 cho mã số 10 một cây đỏ lửa của chú anh chị. Thêm lên mình mã 11 là một cây hồng tiết. Tiếng em đo cho mình là 60. Chiều cao là 80. Hoành là hoành 14. Mã 11 em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 260.000.
260.000 cho mã số 11. Thêm lên mình mã 12 là cây hồng gân. Tiếng em đây là 65, chiều cao là 70, quanh là quanh 10. Mã số 12 của chú anh chị, một cây hồng gân em giao lưu của chú anh chị mình là 170.000. Thêm lên cho mình mã số 13. Gồm có hồng tuyết và trắng tuyết của chị em. Tiếng em đây là 55, chiều cao của cây là 95, quanh 12. Mã 13 đem có cho mình là hồng tiết và trắng tiết của chú anh chị, hai màu tiết. Em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 300.000 cho mã số 13. Thêm lên mình mã 14. Tán em đó cho mình là 69, chiều cao là 90, quanh là quanh 10. Mã 14 ở đây em có cho mình là cẩm thạch vàng, tím lửa và cành vàng lá ngọc đỏ của chú anh chị ba màu. Em giao lưu mã 14 này với cái mức giá là 280.000. 280.000 cho mã số 14. Tiếp theo em lên mình mã 15. Tiếng em đó là 60, chiều cao là 71, quanh là quanh 11. Mã 15 của chú anh chị, red pizza, một nhánh hồng lửa và một màu hồng tiết của chú anh chị, ba màu. Em giao lưu mã 15 này với cái mức giá là 230.000. Thêm lên cho mình mã số 16. Tiếng em đo cho mình là 65, chiều cao là 80, quanh là quanh 14. Mã 16 ở đây em có cho mình là red pizza, trắng tiết, tím lửa tiết mới, hồng tiết và tím tiết của chú anh chị, năm màu siêu hoa. Em giao lưu mình mã 16 này là 330.000. Thêm lên cho mình mã số 17. Cây tiểu Ấn Độ. Tiếng em đo là 60, chiều cao là 85, quanh là quanh 11. Mã 17 của chú anh chị em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 200.000. Ở đây nó bị lỗi của chú anh chị, quá đá rồi ha, 200.000 tại do khai thác khôi của anh chị em. Dạ, cho mã số 17. Thêm lên mình mã 18. Thấy nghe em đo cho mình là 65, chiều cao là 1m, quanh là quanh 12. Mã 18 ở đây em có cho mình là mã lai trắng, tím bướm, hồng gân, đỏ lửa và tím lửa của chú anh chị, năm màu. Em giao lưu mình với cái mức giá là 330.000 cho mã số 18. Thêm lên mình mã 19. Tiếng em đã cho mình là 66, chiều cao của nó là 1m, quanh là quanh 14. Mã 19 ở đây em có cho mình là cam lửa, hồng tiết, trắng tiết của chú anh chị, ba màu. Em giao lưu mình với cái mức giá là 370.000 cho mã số 19. Thêm lên mình mã 20. Tiếng em đo cho mình là 55, chiều cao là 1m, quanh là quanh 18. Mã 20 của chú anh chị Tiểu Ấn Độ Cốc Thượng giao lưu mình với cái mức giá là 280.000 cho mã số 20. Thêm lên mình mã 21 là một cây trắng tiết của chú anh chị, phun bông rực rỡ của anh chị em. Tiếng em đó là 60, chiều cao là 1m, quanh là quanh 20. Mã 21 em giao lưu mình với cái mức giá của nó là 370.000. Thêm lên cho mình mã 22. Tiếng em đo cho mình là 60, chiều cao là 1m, quanh là quanh 15. Mã 22 này em giao lưu của chú anh chị mình với cái mức giá của nó là 380.000. Ở đây em có cho mình là tím tiết, trắng tiết.
đầm lửa của chú anh chị. Theo em lên mình mã 23 cũng là cây cuối clip của chú anh chị. Tới nhà em ra cho mình là 65, chiều cao là 85. Hoành là hoành 14, ở đây em có cho mình là tím pháp, tím bướm và hồng tiết của chú anh chị, ba màu. Em Zalo mình mã 23 này với cái mức giá của nó là 280.000. Vậy đây cũng là cây cuối clip, thì rất cảm ơn cô chú anh chị mình luôn thương dẫn họ những video của em kênh của anh Thái. Hẹn gặp lại cô chú anh chị những clip tiếp theo. Rồi, xin chân thành cảm ơn và hẹn lại anh chị em vào clip tiếp theo nhà vườn em Như Ý nha.